Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh Sunma Vlog của mình nha cả nhà. Thì hiện tại giờ mình đang có mặt tại một cái trạm bơm. Thì nơi đây á, lúc trước có một cái người bị người đàn một người chết trôi tấp vào đây cả nhà. Nhưng mà không có người thân họ đến nhận á, thì cái xác của cái người đó đã được chôn phía bên kia. Nhưng mà hôm nay á, mình đến á, mình thấy là cái ngôi mộ của người đó đã hiện tại bây giờ là bị chôn theo mé kinh đó cả nhà. Thì thời gian lâu quá bây giờ nó cũng đã bị lở và ngôi mộ đã bị chạy xuống mé sông rồi, có nghĩa là bị tuột xuống dưới sông cả nhà. Thì thực hư cái câu việc cái câu chuyện như thế nào thì bây giờ mình sẽ khám phá ở đây các bạn xem nha. Thì đây là một cái trạm bơm rất là to nghe cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển camera đi thôi cả nhà. Cái nhà thấy không, mình đang dưới phía dưới của cái trạm bơm. Đây là một cái đường mà người ta chuyển nước á, là ta bơm từ dưới này lên nè cả nhà. Bơm từ mấy cái motor lớn dưới này lên nè. Này ta xây một cái giống như một cái kinh, giống như một một cái đường để chuyển nước qua bên kia. Nhưng mà đây rất là lớn nha. Đây là cái trạm bơm. Thì lúc trước ở đây nước không à, bây giờ nó đã khô luôn rồi. Tiếng gì ta? Tiếng nước chảy. Ừ. Nước chảy trên cái ống này, tiếng nghe nước chảy mình tưởng nó tiếng gì không à. Ủa? Cái này là cái gì ta? Cái này là đất trống. Ôi ơi, ôm vô vẻ. Sao đây có cái bọc này lùi ra? Còn đây có ôm vô vẻ không được. Lùi khui quay nó quýnh một cái chạy không kịp. Này là gì sao ngủ ẩm vậy? Mình nhìn thì giống tả nít quá, sao một bọc cái ghê vậy. Cái trạm bơm này hiện tại bây giờ đã không còn hoạt động nữa rồi. Nhưng mà theo em biết hình như là điện đùng vẫn còn được kết nối với trong đây hay sao, chưa có tắt, chưa ngắt điện. Thấy không? Ở đây mọi người thấy không? Motor đầu bộ tối tăng không? Bơm nước cực kinh khủng khiếp luôn đó. Đây mình đi lộn đây, mình quay xuống mé nước cho mọi người thấy nha. Lúc trước đó, có một cái xác chết trôi tấp đây nè cả nhà. Đi trời. Gì rất.
Trạm bơm là trạm bơm bị bỏ hoang luôn á. Mình không hiểu tại sao họ không bơm nữa. Người đó chết trôi được tấp vào đây rồi, người dân người ta mới để đó cũng như là đợi người thân nhân đến nhận cả nhà. Nhưng mà ra ngoài thì thân nhân cũng mà không có người đó không ai đến nhận hết. Thế vậy người dân người ta mới chôn cái người đó ở cặp máy kinh này luôn. Hình như là đứng gấp từ góc này có thể thấy bên cái mộ bên kia, cái mộ của người đó. Gì quả chặt. Ở đây cua tre cả nhà. Cua tre khá to ha. Mình không biết là có thể đây có thể nhìn thấy cái mộ bên bển không nữa. Nè mọi người, đây là ngôi mộ đó nè, bị lỡ xuống cái sông rồi cả nhà thấy không. Bây giờ mà không có xuồng. Ở đây có chiếc xuồng nè. Đây có mộ nè. Mà bị lỡ hết trơn rồi. Bây giờ nguyên cái bằng phía trước nó túi xuống sông trơn cả nhà thấy không. Lúc trước là chôn trên bé á. Bây giờ nó bị túi xuống sông rồi. Pha hay ma da không? Mọi người thấy rõ không cả nhà? Để mình xem lại gần các bạn thấy nha. Mọi người thấy cái mộ không? Cái này muốn mình qua bển quay cho các bạn xem cũng được. Nhưng mà muốn coi là phải lội xuống nước. Ok, để bây giờ mình sẽ di chuyển vào bển nghe nha. Nhìn ghê quá. Cái mộ gì đâu mà chuối xong luôn. Lâu quá lâu mà may lấy cốt hay sao mà lỡ rồi lọt xong luôn cả nhà, ghê quá.
cái bọc đen này bọc gì mình không dám mở luôn. Mình thấy giống gì đâu á, thấy nặng quá. Thôi, không dám mở luôn. Mình thấy giống tả. Đây là một cái trạm bơm cả nhà. Tôi cũng rất là to luôn, tôi bơm nhỏ nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và cố qua bên phía bển quay một cái gì đó ở gần ngôi mộ cho bạn xem nha. Và sẵn đó từ đó pha ngược qua phía bên đây thử xem mình xem với mấy sông á, coi có thấy được cái gì hay không nha. Này mình đi săn Maya. Mà săn Maya có đúng đúng chỗ luôn á, có người chết trôi ở đây nè, mà ngôi mộ người họ ở bên đó luôn. Mà cái trạm bơm này thì bỏ hoang đã lâu rồi. Ok cả nhà, mình đang phía bờ ở đây. Nãy là mình ở bên mé bên cái trạm bơm hướng đó đó. Thì ở đây có một cái trại nuôi cá chó sủa quá trời. Cái mộ nằm đâu trời. Đây gì nè. Dạ. Mình thấy nè. Đây là một cái phần mộ, đây là cái một khúc mộ. Hai cái chỉ làm hai luôn. Nó bể hết trơn nè. Ui dạ. Ui. Nó mộ thấy quải thiệt chứ. Ôi dạ, ôi dạ. Thấy nó trộm bơm chỗ nãy mình đến đó cả nhà. Đây là ngôi mộ nè. Trời trời. Mộ nó kỳ vậy. Phía bên đây là cái phần đít nè, chỗ đang ngồi nè. Còn phía bên đây là cái đầu mộ nè. Mà cái này muốn coi rõ là phải bước cái đó đó. Bước xuống mới xong nè cả nhà. Ở phía sau này có gì không, bước xuống đây chắc được không ta, để bước xuống quay cho các bạn thấy rõ phần mộ này kìa. Bước lúng không, mình mặc quần dài nè. Quẩy vậy, hy sinh gì như thật đi, nội sình thú. Lúng rồi cả nhà. Cái này là người đàn ông cả nhà ơi. À, bước này nó không được, bước nó lúc luôn chứ. Ôi xịt cứng. Ôi xịt cứng đi.
nó xa xa được không? Sao tôi nổi nước luôn nè mọi người ơi. Thấy rõ chưa? Phía bên đây là cái đít mộ nè. Còn phía bên đây là cái đầu mộ, mộ lớn lắm. Nhưng mà bị chuột xuống sông luôn. Cái chỗ này là cái giống như là ở đây là cái cống nữa cả nhà. Ở đây là cái trạm bơm. Còn chỗ này là cái cống. Thấy không? Ở đây mùa nước đó, nước lớn đó. Nếu mà không à. Rất là nguy hiểm nữa nha. Nếu mà không biết lội á. Thôi. Bây giờ mình sẽ đi lên. Đứng dưới nước này chăng cái chỗ này nguy hiểm quá. Chừng bị ma da lôi luôn á. Cũng may là cái phần đất sình như này nó cứng, chứ không phải nó mềm là không rồi, lúng lúc như luôn. Ôi, chuyển quá. Ok thì có lẽ mình sẽ kết thúc clip tới đây cả nhà. Ba mọi người nha, hẹn mọi người vào clip tới ba mọi người nha.